Cùng tại tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024, một nghệ nhân đến từ làm gốm nổi tiếng ở Hà Nội đã giới thiệu đến công chúng bộ sưu tập độc đáo về biểu tượng rồng. Đặc biệt, hầu hết các biểu tượng này được phỏng tác từ hình tượng rồng được đúc trên ấn của Triều Nguyễn. Qua bàn tay sáng tạo của nghệ nhân trở thành những tác phẩm rồng với thông điệp tinh hoa tỏa sáng từ vẻ đẹp cổ xưa. Từ xa xưa, rồng là linh vật đứng đầu trong bộ tử linh, gồm long, lân, quy, phùng, mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Trong quan niệm thẩm mỹ cung đình, rồng là biểu tượng cho quyền uy tuyệt đối của các đấng thiên tử, nên đã trở thành biểu tượng mang giá trị thẩm mỹ cao và phổ biến nhất trong mỹ thuật cung đình Huế. Là một người con của làng gốm Bát Tràng, với hơn 50 năm miệt mài với nghề gốm, đến nay, nghệ nhân nhân dân Trần Đồ đã tạo dựng được kho di sản gồm hơn 70 bài men gốm, trong đó nhiều dòng gốm cổ quý giá được ông nghiên cứu và phục dựng thành công. Những sản phẩm gốm độc đáo mang hồn cốt Việt được hình thành từ bàn tay tài hoa của ông đã vang xa trong và ngoài nước. Trong khuôn khổ tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 là một dịp có ý nghĩa đặc biệt để nghệ nhân Trần Đồ giới thiệu đến công chúng cuộc triển lãm biểu tượng rồng qua gốm của Trần Đồ. Năm mươi sáu tác phẩm rồng được trưng bày, trong đó đa số lấy từ hình tượng rồng đúc trên ấn của Triều Nguyễn. Qua bàn tay tài hoa của ông được phỏng tác một cách tinh xảo với những hoa văn hòa tiết hết sức sinh động. Các tác phẩm ngoài sự độc đáo về nghệ thuật chế tác, các biểu tượng rồng còn thể hiện được sự đa dạng với đủ kiểu dáng đang thi nhau vươn lên với những dạng thế thể hiện sự khát vọng, ước nguyện cùng những dự cảm tốt lành. Cái viên gạch của làng Bát Tràng đã gắn kết với Huế là mấy trăm năm, và năm nay Độ muốn làm cái chốt lại để trước khi coi là nghỉ để chỉ nhường lại cho con cháu, thì Độ sẽ chọn bộ sưu tập rồng là làm để trưng bày trong dịp festival. Hiện nay mình thấy gạch Bát Tràng rồi các thứ ngói nó vẫn đang hiển hiện, đang tồn tại, và trong suốt diễn trình lịch sử đấy thì cái sự gắn kết giữa những cái làng nghề như làng Bát Tràng với kinh đô là nó sử sách nó đều ghi lại rất là mật thiết. Thì Trần Độ phải nói là một con người đấy, cực kỳ tâm huyết. Cứ mỗi năm, nghệ nhân Trần Độ lại cho ra đời các tác phẩm về linh vật con giáp. Năm 2024, Giáp Thìn, biểu tượng con rồng được ông cùng đội ngũ nghệ nhân tại làng gốm Bát Tràng dày công chế tác trong hơn một năm để cho ra đời các tác phẩm gốm phong phú và sống động. Trong 56 tác phẩm gốm được trưng bày lần này, đáng chú ý có 3 tác phẩm mà ông tâm đắc và được chế tác kỳ công nhất, đó là ấn Hoàng đế Chi Bảo, Sắc Mình Chi Bảo và Tề Gia Chi Bảo, được phỏng tác từ những chiếc ấn quan trọng của Hoàng gia Triều Nguyễn ngày xưa. Để thể hiện thành công dòng sản phẩm rồng Việt, nghệ nhân đã trao đổi, tham khảo bằng hữu ở các bảo tàng và đơn vị bảo tồn di tích như Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. 57 tác phẩm để mà có được ngày hôm nay để trưng bày trong festival, Độ cũng bỏ ra một năm rưỡi. Trong tất cả các sản phẩm của Kim Ngọc Bảo Tỷ là có 86 chiếc, thì Độ chú trọng nhất là vẫn là Hoàng đế Chi Bảo, Sắc Mệnh Chi Bảo và Tề Gia Trị Quốc. Ba cái ấn ấy là đặc sắc nhất trong cái bộ sưu tập ấn này. Cái bộ ấn này lại được làm tặng cho Huế đúng vào năm Giáp Thìn, năm rồng, và là năm mà chúng ta mong muốn có một cái cơ hội để Thừa Thiên Huế có thể bứt phá để trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Trong đó cảm hứng về rồng, về cái bộ quai ấn trên cái hệ thống ấn của Hoàng đế đã được nghệ nhân chuyển hóa nó thành cái chất liệu gốm và mạ vàng. Thì nó vừa đẹp, vừa sang trọng và vừa có thể nói là giúp cho người xem hiểu được rất nhiều về cái quan niệm của ông cha ta xưa,
về cái tính biểu tượng quyền lực và kể cả cái vẻ đẹp nghệ thuật của hình tượng rồng trên một cái loại chất liệu rất đặc biệt của ngày xưa. Là một trong những nghệ nhân hàng đầu của làng Bạc Tràng, sức sống của gốm Trần Đồ đã tiệm mạch cho các thế hệ nối tiếp. Đối với cố đô Huế, nghệ nhân Trần Đồ còn là người góp công trong việc hồi sinh và phục dựng lại các công trình kiến trúc di sản triều Nguyễn. Thời gian gần đây, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đã từng bước được hồi sinh với việc hàng loạt các công trình kiến trúc độc đáo như Điện Kiến Trung, Điện Thải Hòa hay Điện Cân Chánh, mở ra cả không gian văn hóa hấp dẫn du khách trong và ngoài nước ghé thăm và tìm hiểu. Sự hồi sinh của những công trình này có đóng góp không nhỏ của các nghệ nhân như ông Trần Đồ. Chúng ta sở hữu rất nhiều cái di sản quý báu, thì cái vấn đề để làm sao cho mọi người cùng biết được cái đấy, cái nhiệm vụ của chúng tôi cũng như sứ mệnh là làm sao đấy. Thứ nhất là mình phục dựng, trùng tu và mình phải kể những cái câu chuyện lịch sử, văn hóa mà bằng nhiều cái giải pháp để mình truyền tải được những cái giá trị văn hóa di sản. Và đặc biệt là phải tạo được cái cảm xúc, đúng không? Những cái trải nghiệm thực sự là hấp dẫn cho du khách. Trong không gian lộng lẫy của Điện Kiến Trung, với nguồn cảm hứng từ các hình tượng rồng thời Nguyễn, với sự phát triển giản thế, hoa văn đến mức hoàn chỉnh và sinh động, bàn tay sáng tạo của nghệ nhân Trần Đồ đã mang đến một vẻ đẹp mới của thông điệp tinh hoa tỏa sáng từ vẻ đẹp cổ xưa.